khi nhé, trước khi nó giảm như này này, thì anh em có đặt câu hỏi là ai kéo nó lên 80 triệu, ai kéo nó lên 80 triệu trước khi nó giảm xuống như này, trước khi từ 80 triệu giảm xuống 71 triệu nhé, thì ai là người kéo cho nó lên 80 triệu? Anh em phải đặt câu hỏi nhé, là tại sao nó lên 80 triệu mà không phải lên 90 thì 100 triệu đi, mà tại sao nó không dừng ở 70 triệu đi mà lại phải kéo lên 80 triệu? Em đặt câu hỏi đâu, ai là đẩy cho nó lên cái giá 80? Ai? À, trong chứng khoán thì người ta rất là đơn giản, nó là chuyện rất bình thường, nhưng mà trong thị trường này, cái vàng này, ai là người đặt, anh em phải đặt câu hỏi ai là người đưa nó lên 80 triệu? Nhớ cái này nhá, để sau này phải đặt câu hỏi trước nhé. Đó. Còn chuyện rơi này nó không có tin tức của thủ tướng thì nó vẫn cứ rơi thôi. Bởi vì tụi mình nhìn vào cái nhịp sóng này tụi mình biết mà. Là những người mua hôm trước là lỗ luôn mấy triệu rồi, lỗ luôn cả chục triệu, bây giờ mà bán ra lỗ luôn 9 triệu. Đấy, nên cái việc học kỹ thuật cực kỳ quan trọng nha. Còn anh em phải đặt câu hỏi trước, ai là người đẩy cho lên 80 triệu? Nhớ đấy, phải đặt câu hỏi đấy trước. Và tôi mà và nó còn lên tiếp nhé, chứ không phải nó rơi cắm đầu mãi đâu, nó còn lên tiếp đấy, chứ không phải bây giờ nó dừng lại đây đâu, nhưng mà mình chưa mua ngay, bởi vì mình là đánh theo nhịp nên là mình chưa mua ngay bây giờ. Và nó còn lên tiếp nhé, chứ không phải nó cắm cổ cắm đầu xuống đâu. Thế nhá, xin chào mọi người. Ok anh em nhé, bây giờ giá vàng này hôm nay 29 tháng 12 nó tiếp tục rơi tiếp nhé. À, như vậy là bay luôn 10 triệu. À, giá vàng SJC lập kỷ lục buồn này, mất 10 triệu đồng mỗi lượng. Đúng rồi, phiên giao dịch 29 tháng 12, và hiện tại lúc này là đang 7 giờ tối rồi. Đấy nha, đây là cập nhật sớm nhất, là lúc cập nhật lúc 6 giờ 50 phút nhé. Cách 10 phút đấy là nó đang 71 này. Đang 70 71 nhé. Đấy, đang 71 này. Thì có phải rơi từ 80 xuống không? Rơi từ trên đỉnh đây này. Đối với dân kỹ thuật tụi mình này, đặc biệt như anh em ở bên chứng khoán, người ta nhìn biểu đồ này người ta biết ngay có mua được hay không. Thứ hai, người ta nhìn ở đây là bao nhiêu nhịp. Cái này biểu đồ này mình đã từng nói với anh em rồi nhá. Đúng không ạ? Đấy, bây giờ anh em đếm vào trong này bao nhiêu nhịp. Để biết ngay có mua được hay không. Như tụi mình là không bao giờ tụi mình mua ở cái trên chỗ 78 hay 80 đâu. Nhưng mà những ai không biết là sẽ nhảy vào, đúng không ạ? Đấy, mua trên 80 và bây giờ là chỉ có 71 thôi. Nếu bây giờ anh chị mà bán ra là chỉ có bán được cái giá 70 71 thôi. Okay. Chỉ bán được giá 70 71 với Doji với Phú Quý này. Đấy, còn SJC là bán 73. Thấy chưa? Đấy. Mua Doji thì 80 đấy, bây giờ bán được có 71 thôi. Luôn 9 triệu luôn. À, nó lên là 80 triệu 300 nghìn. Hôm 27 là lên tới 80 triệu. À, hôm 27 là lên tới 80 triệu 300 nghìn, à, bây giờ mà bán ra là chỉ bán được 71 thôi, SJC bán được 73 được không? Nhưng mà mình mua vào sẽ phải mua 76, chênh lệch đến 5 triệu. Tức là nếu mà anh em mua, mình mua là sẽ phải mua giá trần và mình bán là phải bán giá sàn, chênh lệch luôn đã đến từ 3 đến 5 triệu rồi, phải mua xong lỗ luôn. Mua vàng không phải là cứ mua là an toàn đâu nhá, đừng nghĩ là mua vàng là an toàn, mua xong lỗ luôn đấy, không phải là mua vàng có nghĩa là an toàn đâu. Mua vàng thì dành cho những người là không biết gì về các kênh đầu tư khác thì người ta mua vàng, và nên chỗ 80 là nên bán ra để lấy cái phần chênh lệch. Đây như biểu đồ kỹ thuật này là như anh em tụi mình nhìn phát là biết được đây bao nhiêu nhịp, đúng không, nền giá có không, nhịp thứ mấy rồi, đây là nhịp thứ mấy rồi, đúng không ạ? Cái này mình đã từng hướng dẫn sơ bộ cho anh em rồi. À, nên đôi khi anh em phải học kỹ thuật, học phân tích kỹ thuật để giúp bản thân mình không đu đỉnh, thứ nhất là không đu đỉnh, và thứ hai để giúp cho những người thân trong gia đình nhà mình. Đôi khi chỉ cần một tí thôi, và bây giờ nó đang giảm đúng không ạ? Giảm thì bây giờ theo anh chị đã mua được chưa? Nếu bây giờ mua là đang ở 76 thì cũng lời hơn cái người mua hôm qua hôm kia là 78 80 đúng không? Đấy, chênh lệch nhau 4 triệu luôn là đã lời hơn họ 4 triệu rồi. Nhưng mà ở đây mình chưa mua, dân kỹ thuật mình nhìn thế này chưa mua. Nó còn lên tiếp nhá.
nó còn liên tiếp, nhưng mà mình phải chờ để mua, phải đánh theo nhịp, từng nhịp một. Đấy. Bởi vì chúng khi mà chúng ta mua vào đã bị lệch mất 5 triệu như này rồi. Giả sử bây giờ mình mua là 76 và bán ra luôn thì chỉ bán được 71 thôi. Chỉ đôi khi chỉ một câu nói của những người có kinh nghiệm là anh chị có kiếm được tiền hay không, kiếm được hoặc mất. Đôi khi nó chỉ có lệch đúng một chút nữa thôi, một câu nói, một lời tư vấn đấy thôi. Đấy. Như năm Covid nhà mình là bố mẹ mình không biết các kênh đầu tư khác không, nhà ông bà hỏi vàng, thế mình kêu ông bà mua. Lúc đó là trước Covid khoảng 2 3 tháng, đúng cái tầm này này, trước Covid mà Covid là được Tết đấy, thì là mình kêu ông bà mua, mình xem biểu đồ như này, mình kêu ông bà mua lúc đấy là 42 triệu một cây vàng trước Covid nha, 42 triệu năm 2019 ấy. Thế sau đó mấy tháng sau là Covid đấy, thì được Covid nó đẩy lên phát lên 62 triệu. Thế là mình mới bán ra luôn, kêu bố mẹ bán. Bán xong lúc nó giảm xuống còn 50 triệu. Đấy, 50 triệu lại kêu bố mẹ mua vào. Và giữ từ đợt Covid đến giờ chưa nhân đôi. Chưa nhân đôi. Giữ 50 triệu một cây đấy, từ thời Covid đến giờ nhưng mà chưa nhân đôi. Nhưng mà vì ông bà không biết các kênh đầu tư khác nên là mình để cho ông bà mua vàng thôi, cho ông bà ngủ ngon, yên tâm ngủ ngon. Chứ còn mình đương nhiên là mình phải đầu tư các kênh khác rồi. Chứng khoán cùng cái số tiền đấy nhé, và cùng khoảng thời gian đấy cho đến giờ là 3 năm, là bất là chứng khoán là nó nhân 10, bất động sản cũng nhân 5 nhân 7, coin thì nó nhân 50 lần, 100 lần đối với coin, còn vàng nó chưa nhân đôi. Vậy thì lý do gì mình phải đầu tư vàng, đúng không? Mình chỉ tư vấn cho ông bà để cho ông bà yên tâm và ngủ ngon thôi đấy. Chứ còn đương nhiên là tụi mình nhìn vào cái này tụi mình đánh nhịp mà. À, đôi khi chỉ cần một lời thôi, em mua được không? Thế còn trước khi nhé, trước khi nó giảm như này này, thì anh em có đặt câu hỏi là ai kéo nó lên 80 triệu? Ai kéo nó lên 80 triệu? Trước khi nó giảm xuống như này, trước khi từ 80 triệu giảm xuống 71 triệu nhé, thì ai là người kéo cho nó lên 80 triệu? Anh em phải đặt câu hỏi nhé. Là tại sao nó lên 80 triệu mà không phải lên 90 100 triệu đi? Mà tại sao nó không dừng ở 70 triệu đi mà lại phải kéo lên 80 triệu? Em có đặt câu hỏi đâu? Ai là đẩy cho nó lên cái giá 80? Ai? À, trong chứng khoán thì người ta rất là đơn giản, nó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà trong thị trường này vàng này này, ai là người đặt, anh em phải đặt câu hỏi ai là người đưa nó lên 80 triệu? Nhớ cái này nha. Để sau này phải đặt câu hỏi trước nhé. Đấy. Còn chuyện rơi này nó không có tin tức của thủ tướng thì nó vẫn cứ rơi thôi. Bởi vì tụi mình nhìn vào cái nhịp sóng này tụi mình biết mà. Là những người mua hôm trước là lỗ luôn mấy triệu rồi, lỗ luôn cả chục triệu, bây giờ mà bán ra lỗ luôn 9 triệu rồi. Đấy. Nên cái việc học kỹ thuật cực kỳ quan trọng nha. Còn anh em cũng phải đặt câu hỏi trước, ai là người đẩy cho lên 80 triệu? Nhớ đấy, phải đặt câu hỏi đấy trước. Và nó còn lên tiếp nhé, chứ không phải nó rơi cắm đầu mãi đâu, nó còn lên tiếp đấy, chứ không phải bây giờ là nó dừng lại đây đâu. Nhưng mà mình chưa mua ngay, đúng không? Bởi vì mình là đánh theo nhịp nên là mình chưa mua ngay bây giờ. Và nó còn lên tiếp nhé, chứ không phải nó cắm cổ cắm đầu xuống đâu. Thế nhá, xin chào mọi người.